Dạ, em xin chào các anh chị đam mê sưu tầm đồ xưa đồ cổ. Hôm nay là ngày 3 tháng 10, shop em xin lên giao lưu vài món cùng các anh chị. Đây, hôm nay là em mới mua được 3 món ha các anh chị. 3 món này là size mini các anh chị, rất là nhỏ ha. Đối với bình bông và bù lợt thì những món này là dòng size nhỏ. Cái này chiều cao khoảng một gang tay mình thôi ha. Một gang tay khoảng 20, 21, 22 cent. Cái bù lợt nó cũng như vậy luôn ha. Tại vì có cái nắp nên nó hơi cao hơn tí à. Nhưng mà nói chung 3 món này là size mini các anh chị. Đây. Đây, để em để lên đây em quay chi tiết cho các anh chị xem từng món luôn ha. Đây. Trước tiên đây cái bình bông lông ẩn là các anh chị. Để xác lại tí. Dạ đây. Đây em có một cái bình bông lông ẩn ha các anh chị. Đây cái bình này là thuộc dòng gốm lái thiêu các anh chị. Đây cái men nó siêu đẹp luôn ha. Cái men tràm và cái chà, cái men rồi cái chàm của nó cũng rất là đẹp nữa ha. Vẽ rất là tơ tóc, cái chàm của nó rất là đậm luôn. Nét nữa các anh chị. Đây con rồng. Con rồng đây. Mặt mũi của cụ rồng rất là rõ luôn ha, rõ tới từng cái này là cái gâu nè, cái gâu ha, mắt nè các anh chị, mắt rất có hồn nha. Đây cái này cái sừng rồi cái vảy ha, rồi cái mình đây, mình đây một cái bình bông lông ẩn, cái này là dán bá hoại tôm mà các anh chị, mà siêu mini luôn ha. Nói chung những cái bình mà dán bá huệ tôm á các anh chị, những cái bình to thì em thấy nhiều rồi, còn những cái bình mà nhỏ như vậy thì em mới mới lần đầu em thấy luôn, và em mới mua được luôn nha các anh chị. Các anh chị nào mà chơi về những cái đồ mà về thuộc dòng mini á, các anh chị mua những món này về trưng nhà và chơi thì rất là ok luôn ha. Cái bình bông này ở phía dưới chôn là nó có chuyện á, có mọc lò nó các anh chị. Đây cái miệng đây. Đây. Phía trong luôn á, em bật lát để các anh chị xem rõ hơn ha. Đây để em đo chiều cao. Chiều cao của bình này là 21 cm nè các anh chị, 21,3 2,4 gì đó các anh chị, 21,3 đi. Chiều cao là 21,3. Đường kính miệng là 11,7. 11,7 ha các anh chị. Đây. Rất là đẹp luôn nha các anh chị. Dạ rồi. Em sẽ quay tiếp tới cái bình thứ hai nha các anh chị. Cái bình thứ hai cũng là gốm lái thiêu luôn nha các anh chị, mà cái này tích nó tích là chim hoa, tích chim hoa ha. Cái tích này là em thấy trên những cái bình trà 5 lít bình to nó có những cái tích này nữa ha, hoặc là én liễu nha các anh chị. Én liễu, con này con chim én nha. Cây này cây liễu nè ha. Hoặc là chim hoa hay én liễu. Én liễu thì đúng hơn nè các anh chị. Đây một cái bình bông. Em có một cái bình bông thứ hai là tích là én liễu ha. Cũng là dán bá hoại tôm luôn. Cái bụng bự, cái cổ dài và nó nhỏ ha. Ở phía sau là lan, ở phía sau vẽ lan. Cái mang nó cũng siêu đẹp luôn nha các anh chị. Cái mang của cái này là mình gốm lái thiêu thôi, nhưng mà cái mang nó đẹp, bóng đẹp, sáng giống như là đồ Sài Gòn vậy ha các anh chị. Đây, cái miệng đây. Đặc biệt cái bình này nó nhỏ nhưng mà cái cốt nó dày nặng lắm ha các anh chị. Các anh chị cầm cái bình này lên rất là chắc tay luôn á. Cái bình này là nặng hơn cái bình lông ẩn hồi nãy luôn á các anh chị. Cốt nó dày nặng hơn cái bình lông ẩn nãy luôn ha. Đây con chim én đây. Vẽ cũng rất là nét luôn á các anh chị. Đây mắt mũi miệng nhìn thấy rõ lắm là các anh chị. Đây đó, ở đây là cây cây liễu các anh chị, ở phía dưới đây là núi, rồi ở đây có bông hoa nữa các anh chị. Em xin đo chiều cao ha. Chiều cao của bình này là 20, cái này là 22 cm nè các anh chị. Chiều cao của bình bông án liễu này là 22 cm, đường kính miệng là 11,5 các anh chị. Đây. Rất là đẹp luôn á, men siêu đẹp luôn á các anh chị. Cái bình này gốm lái thiêu mà cái men á, nhìn vào nhìn sơ qua tưởng đâu là gốm Sài Gòn không ha. Chôn đây các anh chị.
Đây, những cái món này á, các anh chị nó đọc rồi nó hiếm nữa các anh chị. Nói chung tiền nào của đó, nên các anh chị có thích các anh chị cứ nhắn tin ghi Zalo cho em, rồi em sẽ báo giá từng món các anh chị. Đây. Món thứ ba, món cũng là món cuối cùng luôn ha. Một cái gạt bù lọt ha các anh chị, một cái gạt bù lọt. Cái này gạt bù lọt này là gốm Sài Gòn nha các anh chị. Cái này là gốm Sài Gòn chứ không phải gốm lấy thiêu ha. Hai món hồi nãy là gốm lấy thiêu. Cái gạt này tích của nó là hoa ha các anh chị. Tích là hoa hồng mang lam, vẽ cũng rất là nét, rất là tơ tóc luôn nè. Để sát lại các anh chị xem ha. Đây. Cái bông của nó là các anh chị. Cái này là đủ cơm lê nguyên xin ba món ha các anh chị, là gồm dĩa nè, cái thân và cái nắp luôn các anh chị. Đây. Để em quay cái bông trước các anh chị xem ha. Rất là nét, rất là đẹp luôn các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 99,99% luôn các anh chị. Ở phía sau đây cũng là bông nữa ha. Ở cổ này là người ta cũng có vẽ luôn các anh chị. Đây. Cái cổ cũng là vẽ luôn ha. Cổ trước, mặt sau đều vẽ hết ha. Ngay cả cái nắp đây, đặc biệt là cái nắp đây các anh chị. Cái nắp này là người ta thiết kế rất là tỉ mỉ, tinh vi luôn ha. Là khi mà đậy vào á các anh chị, nó không có bị nghiêng ha. Đậy vào là vừa khít luôn, là nó đứng luôn nha các anh chị. Chứ không phải giống như những cái nắp kia mà nó sụp xịt tới ngã lui đâu ha. Và ở đây nó có vẽ bông nữa các anh chị. Đây, ở phía trên đây là cũng là bông luôn ha. Cái này bông cúc hay là bông hồng gì các anh chị. Đây, cái cốt này, mang cốt rất là già luôn nha các anh chị. Gốm Sài Gòn các anh chị, để em lấy xuống. Em sẽ quay cái này, để em đẩy xuống đây. 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 Ở phía dưới đây là có mộc luôn ha các anh chị, mộc là có mộc lò hai chữ luôn ha. Đây, cái chôm rất là già luôn à. Mang cốt rất là nét, rất là đẹp luôn ha. Mang bóng khỏe đẹp, sáng không bị thâm mày, không bị thâm men gì hết ha các anh chị. Đây. Để em quay tới cái dĩa các anh chị. Cái dĩa đây. Thường á các anh chị, những cái gạt bù lọt đó thường nó sẽ bị mất nắp và bị mất dĩa các anh chị. Còn những cái mà nó đầy đủ cơm lê nguyên zin nguyên bộ như vậy thì rất là hiếm nha. Đây. Dĩa nguyên zin nguyên bản của nó luôn ha, rất là đẹp luôn các anh chị. Để em xin đo kích thước ha. Đường kính của cái dĩa này là 13 cm các anh chị, đường kính là 13 cm. Rồi, để em để vô, nguyên cơm lê của nó, em sẽ đo kích thước cho anh chị xem ha. Chiều cao là 27 cm các anh chị, chiều cao của cái gạt bù lợp này là em đo tới cái nắp luôn là 27 cm ha. Còn nếu mà đo tới cái cổ, tới cái miệng mà không có nắp là 22 ha các anh chị. Đây. Đây em có 3 món ha các anh chị. Các anh chị có thích món nào cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Em xin kính chào các anh chị ạ. À.